hai bên là thấy cao su không các bạn, nhưng mà trơ trụi không có lá, mà bởi vì đây là cái mùa thay lá của cao su. Mùa thay lá cho nên là cái mùa này là người ta không có cào các bạn, giống như là đang cây cao su đang dưỡng sức vậy đó. Một năm mà cạp 9-10 tháng thôi, còn là để 2-3 tháng là cho nó dưỡng sức. Rồi ra Tết là khoảng chừng tháng 3 dương lịch gì đó, tháng 3 tháng 4 thì người ta bắt đầu mới cạo lại. Và mùa này là mùa thay lá của cao su. Nhìn cái cành, cái cây nó trơ trụi lá, còn đẹp, nhìn xa xa giống như những cây đào. Và vườn cao su Gia Lai mùa thay lá này. Cái nãy mà nó còn lú lên miếng mặt trời đó, đẹp. Rồi, này, này. Đẹp ghê bay. Ai nhìn cái này cái hàng đó mà nhìn cũng đẹp này. Vườn cao su thay lá nhìn nó đẹp ghê. Mấy đứa nó chụp ảnh cưới mà. Vậy bên đó có gì đẹp không? Trời á, nhìn giống tranh vẽ. Mây đẹp hơn. Trời nè.